đây là khung cảnh của chiều tối đêm 30 tháng 4 năm 2021. Sau khi có lệnh của chính phủ cấm hoạt động vũ trường, quán bar, khung cảnh rất là vắng do đợt dịch lần thứ tư. Rất vắng vẻ, có nhiều quán bar không có đèn nữa. Giờ này trên mạng xôn xao vụ nam ca sĩ Natalie phanh phui những điều bí mật của các nghệ sĩ. Tôi thấy anh ta giống như chơi đồ quá hay sao. Đóng cửa, tắt đèn.